喂，十蚊追加。先輩。Thank you.
làm luôn tay cất chửi dưới xa hơn thấy người ta làm nhạc có tiền còn mình vẫn đang đổ vỡ lực mà xỏ xét như hàng có tiền kéo lại mình liệt vào hàng lớn mặt vô duyên giờ làm 8 tiếng một ngày tuần này làm 24/7 cứ dạy câu hỏi về hết này muốn nhận được 2/7 cứ gần lắm nghe để thang để vật ra thứ có biến để ta tờ bát thì nhà mạng sẽ tơ văn không bao giờ có khả năng được nhận ra người ta cổ đeo vòng đeo dây nhau tờ bát cổ đeo dây nhau thân đeo thế sợ chụp nhau sẽ tơ cảm tôi yêu bác vì nhau là thầy tớ lỡ này không có lượng lỡ này chỉ có tay nghề lỡ này sẽ cứ xúc ca chúng ta chỉ bay đi vô quay về tiếng thở ra tình giờ ra mà những mộng ước đã vỡ tan tất cả hoa vào trong thờ nhà qua đôi bàn tay người không ra tôi là một gió xuyên qua màn đêm đường chửi nhau mà chửi nhau trọng tôi. Xin giới thiệu Suki. Sắp tới mình và bé Thạch. À, Suki bây giờ đã trở thành người cha. Từ khi bọn mình vẫn làm những cái, bọn mình quen nhau từ năm lớp 6. Từ khi còn nhỏ, từ khi còn là con bố mẹ, bây giờ là làm bố rồi. Con để nhà không mang đi vợ chửi. Vậy là xin mời bài tiếp theo đã khiến nhiều người biết đến bọn mình hơn. Nhưng mà các bạn không biết là
khi mình chửi nó tức thì đấy là cảm xúc đúng không ạ? Bài tiếp theo. Yeah.